phần thưởng rất lớn, và vừa nãy thì cô Hồng muốn chia sẻ đúng không ạ? Và ban tổ chức có bật mí là giải thưởng, tổng giải thưởng chỉ giá 10 triệu. Em nhớ là đây là tổng giải thưởng thôi, đúng không ạ? Chứ không phải là một giải. Nhưng đương nhiên trong đó có một giải thưởng lớn nhất trị giá 3 triệu sẽ dành cho một anh chị nào ở lại cuối cùng. Sẵn sàng chưa? Vỗ tay! Chơi là phải có thưởng đúng không ạ? Và bây giờ xin mời âm nhạc bắt đầu! Ngay bây giờ Kim Tân xin mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một game show, nó có tên Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớp Mẫu Giáo. Xin một tràng pháo tay! Ngay sau đây MC sẽ đưa ra những câu hỏi đầu tiên và chỉ có 5 giây để trả lời. Ai mà trả lời đúng thì ở lại, nhận được quà mà trả lời sai thì xin mời về chỗ. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, ngay bây giờ xin mời tất cả anh chị mình cùng khởi động cho nó đỡ run. Chuẩn bị, mình nhún, rồi mình nhún sâu xuống ạ. Mình nhún, rồi mình nhún này. Mình lắc rồi, mình lắc này. Mình lắc rồi, mình ngoái này. Mình ngoái xong rồi, và bây giờ câu hỏi đầu tiên. Lớp anh này anh ngoái mà như thoát vị thế đấy ạ. Ngay bây giờ câu hỏi đầu tiên dành cho ai tự tin tiến lên phía trước. Ai sẵn sàng? Xin mời anh áo đỏ tiến lên. Áo đỏ chứng tỏ là nhận được quà. Bây giờ anh là người đầu tiên nên được quyền chọn câu hỏi dễ hay câu hỏi hại não. Câu hỏi hại não. Vỗ tay cho câu hỏi hại não nhỉ. Vâng, anh Tiến Hạt lên đây ạ. Sẵn sàng chưa? Có vẻ anh hơi run. Mình nhún này, mình nhún xong rồi thì mình lắc mạnh lên. Mình lắc, bây giờ anh này chắc chỉ phù hợp để chào cờ thôi. Ngay bây giờ câu hỏi đầu tiên là câu hỏi hại não dành cho anh như sau. Anh nghe kỹ. Ngày hôm qua của ngày hôm nay là ngày mai của ngày thứ tư. Ngày mai của ngày thứ tư là hôm qua của ngày chủ nhật. Hôm nay là thứ mấy? 5, 4, 3, 2, 1, trả lời. Hôm nay là ngày hôm nay. Hôm nay là ngày hôm nay, vỗ tay. Quá tuyệt vời luôn. Anh là người đầu tiên trả lời sai. Mời anh về chỗ. Vỗ tay anh là người đầu tiên để chúc mừng anh. Ngày hôm qua của ngày hôm nay là ngày mai của ngày thứ tư. Ngày mai của ngày thứ tư là hôm qua của ngày chủ nhật. Hôm nay là thứ bảy ạ. Vâng, hỏi liên tuyên một hồi, hôm nay là thứ bảy ạ. Vâng, có nhiều anh chị không hiểu gì đang xảy ra. Vâng, cứ nghe đi ạ. Đây là game show với tên gọi là luôn luôn lắng nghe mà về nhà hãy hiểu. Vâng, cứ cười là được ạ. Ngay bây giờ câu hỏi tiếp theo dành cho một chị nữ tiến lên. Mời chị, à đây rồi, chị này tự tin tiến lên. Vỗ tay cho chị này đi ạ. Hey, đúng rồi. Lên sớm để về sớm. Lên sớm để về sớm, biết đâu lại nhận được quà. Ngay sau đây câu hỏi đầu tiên dành cho chị như sau, nghe kỹ. Có một người phụ nữ mặc chiếc áo màu đen, mặc chiếc quần màu đen, đi đôi guốc màu đen, lại có cái mũ cũng màu đen. Cô ấy bị ngã xuống biển đen, hỏi cô ấy bị làm sao? 5, 4, 3, 2, 1, trả lời. Cô ấy bị ngã. Ngã xuống biển đen thì cô ấy bị làm sao? Cô ấy bị ngã. Cô ấy bị ngã rồi, tuyệt vời, yeah! Chị được đi đằng này để xuống sân khấu. Quá tuyệt vời. Có một người phụ nữ mặc chiếc áo màu đen, mặc chiếc quần màu đen, đi đôi giày, có mái tóc và đội cái mũ màu đen, bị ngã xuống biển đen thì cô ấy bị ướt. Vỗ tay. Được chưa? Xin mời anh tiến lên. Sẵn sàng chưa? Nhớ là trả lời theo cách MC đang hỏi nhá. Anh thử này. Anh tên là gì? Anh tên là Hai. Anh tên là Hai, anh đến từ đâu? Vỗ tay cho anh nhé. Không sao, vâng. Đây là song ca cùng thần được. Ngay bây giờ câu hỏi tiếp theo dành cho anh như sau. Anh đã bao giờ đọc câu chuyện Alibaba và 4